trong cái thời mạt pháp này, trong 2024 này, tức là gọi là năm rồng, sẽ tiêu diệt hết cái lũ, cho nên chúng sanh mới cảm thấy là hưng thịnh và mang cho con người ta tới cái gì, cái trí huệ nó sẽ vượt lên, chứ không có thể cái trí huệ họ nằm dìm hiềm hãm tới cái mức độ mà trong khi những con người mà tu tập mà mang cái bộ mặt gian trá đó. Cũng giống như lại có một cái ông mà chư bất giới hiện tại và cũng ở nước ngoài đó, nói là tất cả dân chúng tán thán đưa thầy Thích Minh Tuệ lên trở thành Phật sống. Ai làm như vậy? Tôi xin thưa ông đó, thì bây giờ tôi xin gửi đến cho hai người này thôi, đơn giản nhất. Cái ông chư bất giới đó, nhìn cái mặt mặt là biết ham ăn này, nhìn cái bản mặt ông đó mà trí tuệ gì, mà chắc ông đòi thành Phật hay gì đó à. Cho nên ông không muốn cho thầy Thích Minh Tuệ thành Phật. Ông muốn ngài Thích Minh Tuệ là chắc là làm mà làm gì đó. Còn bà công chúa Ngọc Hân bà nói như thế này: nếu mà thầy Thích Minh Tuệ mà trở thành Phật á, bà là người chúc phát đảnh lễ ABCD gì đó. Tôi nói thật á, ở đây không có cửa bà đến bà đảnh lễ Phật của tôi đâu nha. Luôn cả cái ông con heo mọi ở bên nước ngoài đó, Thích Minh Tuệ, mấy đứa mà đúng rồi, những người mà đi nói xấu ngài Thích Minh Tuệ thì mới bị biết là cuộc đời sắp sửa chuẩn bị đó. Đó quý vị thấy không? Thấy chích chân cu tự nhiên ngon lành đi lên với cái ngôi, cái đà danh vọng ngon lành, tự nhiên cứ nói người ta thằng điên, gọi là gì, tà tư duy. Thấy rồi, cơm điện rồi, thánh nhân của cuộc đời này. Cái thằng ba trợ thấy chưa? Cái thằng ba trợ ngày hôm nay sao vậy? Thích chân cu, thấy chưa? Rồi giờ tới anh Thích Từ Từ nữa. Trong tương lai anh Thích Từ Từ thì anh Từ Từ đi sẽ tính ảnh đó. Anh Từ Từ này chuẩn bị rồi, bây giờ họ mới ra hết rồi, thụ lý hồ sơ rồi. Bây giờ nói thật, đừng có đụng tới công chúng, đừng có đụng tới Phật tử, thì cuộc đời các ông các bà sẽ tan. Vì tất cả bao nhiêu người họ yêu mến ngài Thích Minh Tuệ, thì bây giờ cái trường hợp của các ông các bà thấy đó, không thể nào thay đổi được. Bây giờ mấy bà có nói thầy Thích Minh Tuệ cũng không phải, thầy ông ngoại không phải Thích Chân Cô, à thầy ông ngoại đó, đó làm ông ngoại đó. Đó, rồi bây giờ ha, rất nhiều các vị, rất nhiều các ông các bà đi ghét, ghét cũng có, thương có, mà mấy bà nói thật, mấy bà ghét thầy Minh Tuệ cũng có được cái gì đâu. Bà ghét thầy đi chăng nữa thì tôi nghĩ đi, mấy bà cũng không có được 10.000, 5.000 gì hết á. Mà mấy bà đừng thương, đừng ghét cũng được. Mấy bà ghét cũng được, tại vì họ tới cái cảnh giới này rồi, thầy tới cảnh giới này rồi, mấy bà có ghét, có thương thì chẳng nữa, không ảnh hưởng gì tới ngài hết trơn á. Hiểu không? Không có ảnh hưởng gì tới ngài hết trơn á. Nó không có liên quan gì tới ngài. Cỡ như bà công chúa Ngọc Hân đó, cái người vô minh mới ghét người khác. Tôi nói thật, sống phải hoan hỷ. Đó, thầy Thích Minh Tuệ đó, ngài Thích Minh Tuệ mới là có người đẳng cấp. Đứa nào xúc phạm đến đó, đi xúc phạm. Tại vì sao? Tại vì ngài đã truyền cho tất cả muôn vạn chúng sanh mà năng lượng nó rất là lớn. Mình không thể nào mà mình xem thường người đó được. Cũng giống như Đức Phật, ông từ bi vậy đó. Một cách từ bi của họ, nhưng mà mình không nhận cái từ bi đó, mình là người khổ hạnh. Em cảm ơn anh Huỳnh, anh Tuấn. Mình sẽ bị khổ hạnh. Tại vì họ truyền lại cái năng lượng là tích cực để cho muôn vạn chúng sanh để ngộ được. Quý vị thấy rõ ràng không? Từ hồi xưa tới bây giờ mà những con người, người ta như vợ chồng sống chung với nhau, bạn bè cũng vậy, từ khi có thầy Thích Minh Tuệ đã xuất hiện rồi thì mọi thứ nó sẽ thay đổi được hết. Cái thứ nhất, giống như tôi không biết sao mà đối với tôi nè, đừng nói sáng ra tôi đi chợ, tôi thấy thường thường cái chị đó, các chị đó chỉ bán đồ, chỉ bán đồ ăn, hàng ăn đồ này kia đó quý vị. Cái tôi nói nha, trời nay bán hàng ăn ngon nha, bớt ha. Cái giống như cái người thì thường xuyên thì hay tranh cái chỗ ngồi, hay dành chỗ ngồi. Tôi thấy bữa nay hai bà thuận quá. Hỏi trời, bữa nay sao hai chị em thuận vậy? Trời ơi, cuộc sống bây giờ mà em, trời ơi, thấy thầy Thích Minh Tuệ không? Trời ơi, thầy buông bỏ hết mình ở đây cái gì? Tình làng nghĩa xóm chị em buôn bán chung với nhau. Mà mắc gì không ấy? Mình tự nhiên mình thấy mình vui. Mình vui cái gì? Đó là họ ngộ được đó. Đó là pháp đó quý vị. Mỗi một con người hiểu được một cái chân lý, hiểu được cái sự thật, đó là cái pháp. Cái pháp đó để mang đến cái nguồn năng lượng, để ban rải cho muôn triệu chúng sanh. Thì quý vị thấy đi, thì mình đi cái đó, trời ơi chị ơi, em thích chị. Tôi nói thật với quý vị nha, đi ra ngoài đường cũng vậy,
hồi trước đi, hay thể hiện ra mình có tiền, cái mình mua cái này, mình đứng mình trả giá này kia. Mình nghĩ hồi trước giờ có những người họ kỳ cục lắm, họ đi cúng dường cúng chiếu bao nhiêu họ không tiếc hết trơn. Họ lại họ mua một mớ rau của bà già đi hái rau đường ấy, trời muốn rau này nhiêu hả, 5.000, thôi đi chơi 4.5 đi đằng kia bán 4.5. Đó là cái sự líu láo, giống như cái kiểu như là làm không đúng chuyện, muốn làm cho ra vẻ thôi. Chứ thật sự người ta đi hái rau thì ta lấy 5.000 đã đúng thôi chứ gì. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hay thể hiện như vậy thì quý vị thấy ngài Minh Tuệ không? Ai ngài cũng thương hết. Cái người đó chửi mình cũng thương, cái người đó không ưa mình cũng thương, cái người đó muốn. Tại vì sao? Mình thương cho những kẻ vô minh, mình thương cho những con người đó họ không có cái trí huệ để hiểu biết nhiều. Kiên Giang, ô chào Kiên Giang nhiên. Tôi không dạy ai, tức là tôi so sánh giữa thầy chùa này với thầy chùa kia. Thì mấy ông ở đây giống như cái bà công chúa Ngọc Hân với cái ông Trư Bất Giới nè. Giờ tôi hỏi nè, thầy không có đụng chạm gì các ông, kệ thầy tu sao tu kệ thầy. Thứ nhất nè, thầy đâu có tự xưng thầy là Phật, thầy không có tự xưng, mà thầy không có tự xưng thầy làm con của mấy ông không đó, làm con của bà Ngọc Hân, làm con của Trư Bất Giới, làm con hết tất cả các bọn giáo chủ và làm con của muôn vạn chúng sanh luôn. Chứ thầy không có xưng thầy với ai. Thì ở đây các ông các bà nói tự nhiên người ta đưa. Tại vì sao? Người ta thấy con người đó từ bi quá mà luôn luôn lúc nào người ta cũng khiêm nhường, giống Đức Phật không? Từ tốn khiêm nhường, cho nên muôn vạn chúng sanh mới thấy điều đó, mới đưa ngài lên, mới trở thành một Đức Phật. Chứ ở đây tao không có ngu. Muôn triệu chúng sanh, 100 triệu dân, người ta không có ngu bằng hai con người đầu đất. Một người đầu tôm, một người đầu đất, mà lại não thì não sứa nữa, thì làm sao mà hiểu được cái chân lý đó. Mà ở đây mà đi lên phán xét thầy Thích Minh Tuệ, ở đây cái sự phán xét ở đây không có đến lượt của các ông các bà, không có sự phán xét ngài Thích Minh Tuệ. Ở đây mấy ông không có đủ cái nghĩa vụ và cái trách nhiệm để phán xét ngài Thích Minh Tuệ. Ngài Thích Minh Tuệ hiện tại bây giờ trừ ra có Ngọc Hoàng là người mới phán xét ngài Thích Minh Tuệ thôi. Ở đây phàm phu tục tử như các ông các bà, thậm chí luôn cả thầy chùa, cả luôn cả giáo hội Phật giáo, thì không có đủ cái tầm cái tâm để phán xét ngài ấy. Không có đủ, không có đủ cái duyên để phán xét. Mấy bà là cái thá gì, mấy ông là cái thá gì. Ở đây nói nè, tự nhiên chúng sanh để phóng lên truyền thông, phóng lên cho thành Phật, sao các ông các bà vô minh vậy? Ở đây chúng tôi không có phóng mà đưa lên, tại vì cả thế giới người ta đưa lên, thế giới người ta đưa lên. Chứ tôi thì nếu tôi thấy được tôi đưa lên được điều tốt thôi. Tại vì người ta hàng triệu hàng tỷ cái đôi mắt để người ta nhìn vào cái sự thật. Kiểu như các ông các bà không có tu tập mà lo tới ngày đi nhìn người khác để hãy đi nhìn người khác thôi, chứ không biết mình tu làm sao. Thầy Thích Minh Tuệ, ngài Thích Minh Tuệ khác các ông các bà. Ngài Thích Minh Tuệ luôn luôn ngài nhìn lại chính bản thân ngài, có tốt hay chưa, có sạch hay chưa, có làm cái điều đúng hay chưa, có làm cái điều đó sai chưa. Ngài luôn luôn tu, ngài nhìn chính bản thân của ngài, chứ ngài không nhìn người ta để ngài tu. Còn mấy bà nhìn người ta, mấy bà tu, mấy ông nhìn người ta, mấy ông tu là trong sự sân si. Bớt đi nha. Yêu cầu bớt đi. Chỉ có đạo Thiên Chúa, nhưng vô cùng kính trọng thầy. Tại vì gọi là cái đạo Công giáo quý vị. Đạo Công giáo là gì? Tại vì người ta có trí tuệ. Đạo Công giáo là mặc cái màu bình thường không được à? Sao phải vậy? Đó là chấp giá những mảnh giả gian được. Có cái gì che thân là được. Mình ly mà, mình ly những bộ đồ đẹp luôn. Đó không cần cái chuông cái mỏ luôn, chỉ cần cái nồi cơm thôi, để tránh làm ảnh hưởng những ông thầy trong chùa. Muốn gì nữa? Ông có nói ông là sư đâu mà sao mà gánh tỉ hoài vậy? Hỏi thiệt đó không? Nào, ngày ngày một bữa cơm thôi, thầy đi khắp chốn, khắp nơi để mà qua duyên. Mấy người ngồi một chỗ còn có người cúng, ổng thì phải đi xin từng nhà mới có đồ ăn. Ganh tị người ta chi nữa? Không đúng hả? Ai cho gì ăn đó? Ai cho? Mấy những năm mà người ta chưa biết nữa anh chị bạn. Thí dụ anh chị bạn tiện lại nhà em, thì bây giờ em có một chai nước suối nè. Nhiều khi ở nhà em không có uống nước suối nữa, thì em chỉ cúng nước lọc thôi, thì cũng uống một ngụm mà đi. Anh chị bạn hiểu không? Nhiều khi ở nhà em đâu có nấu cơm chay, mấy cái dùng rẫy đồ, thì người ta bới một cục cơm, người ta xịt miếng nước tương vô là cũng là xong rồi. Không đúng à? Đó không? Đó. Nè, ngày ngày một bữa cơm thôi, thầy đi khắp chốn, khắp nơi để mà qua duyên, là phải đi xin mới có. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp. Đó không? Vì một lòng học theo hành Bồ Tát Như Lai Phật, lòng sáng soi như đèn thập một niệm tin. Tại sao nói câu đó anh chị bạn? Thầy Tuệ có nói một câu
Nếu không có ai học theo hạnh A Di Đà thì thầy sẽ là người học theo hạnh A Di Đà đầu tiên. Thì cho nên người ta mới quyết tâm đi tìm cái ánh sáng đó, cho những người khác người ta nhìn vô là nếu cố gắng có thể làm được. Còn mình không làm được thôi mình ghét ta chi vậy. Nè giờ câu này tặng thầy nè. Vậy mà lòng nhỏ nhen của bọn xàm tăng. Câu này tặng cho thầy Hạnh nha. Đúng không? Vậy mà lòng nhỏ nhen của bọn xàm tăng, nhìn về thầy ganh ghét con sân giới si, không học tu chỉ lo kêu gọi cúng dường, tâm ghét ganh thầy tuệ được nhiều người thương. Sống ở đời chờ có gian tham, tu hành chánh pháp không nên khởi lòng tham. Vì mình đi tu mà tham cúng đất về nhà thì kiếp sau đo đại sẽ thành ma. Tại sao ghét hả? Tại sao ghét chị bạn? Thầy tuệ có nói qua một câu, vì mình đã tu rồi, mình đã ly rồi, mình cần chùa lớn để làm gì nữa, mình cần nhà cao cửa đẹp để làm gì nữa. Nói câu này là mấy người kia nó nghe nó nhột. Con châu cột thì ghét con châu ăn, tại vì cái tánh thanh cao của người ta làm cho mình bực. Giờ mình không vừa lòng, mình sợ mất hết Phật tử, rồi mình nhảy dựng dựng lên thôi. Chứ thực chất bây giờ hội Phật giáo người ta đã nói rồi, không phải là thầy. Rồi dân chúng người ta biết rồi, nhưng tại người ta thích thì người ta thích thôi. Vậy mấy ba ganh ghét ba nói hoài làm chi? Chứ tại sao ông thầy tệ ông nói mấy ba mà sao mấy ba nói hoài? Mấy ba cũng nhây, tính ra là mấy ba nghe tức ở. Tính ra là tôi không muốn nói luôn á. Tại vì biết sao? Tại nhiều anh chị hỏi thì tôi nói thôi. Là ghen ăn tức ở muôn đời nát. Chứ anh chị bạn gì? Là sợ mất miếng ăn. Chứ bây giờ ông thầy tệ ông đi, có ảnh hưởng gì mấy thầy không? Mấy thầy nói chi cho nó mệt vậy? Mấy thầy phải so sánh. Ai mà làm như vậy? Ai mà tu hành nè, ông thầy Nhân Đức nè. Ai mà tu mà làm vậy? Thôi, tôi ngồi một chỗ cho nó ăn thôi. Chả lẽ quý vị lại chùa thầy, rồi mấy vị phải ngồi dưới đất sao? Chứ hồi xưa Phật không có chỗ ngồi, Phật ngồi ở đâu? Phật cũng ngồi gốc cây cơ mà mấy ba. Thì bây giờ hiện đại rồi, người ta biết rồi là mấy ba phải có chùa. Người ta biết rồi, mấy ba không cần giải thích. Phật tử phải đông, người ta biết rồi, chùa phải đẹp, người ta biết rồi. Nhưng mà cũng đừng có chà đạp một người khác làm chi. Cũng là đồng tu với nhau thôi. Đứa tu có giấy tờ và đứa tu không giấy hết. Giấy bằng cấp là chính quy, còn đứa học ra là khỏi cần bằng. Nhưng mà nó hiểu nhiều, đi một ngày đàn học một sàng khôn. Tại sao anh chị bạn tu ly là tại sao nó khó? Nhưng mà cái kinh nghiệm thầy có nhiều luôn là khác. Những cái gì thầy học ngoài đời nó còn nhiều hơn là ngồi một chỗ bỏ mỏ. Nói vậy nghe nhọc hả thầy? Chính xác. Thầy có buồn thế thì thầy cũng chịu thôi anh chị bạn. Có học có mẹ gì đâu mà tu. Người ta anh chị bạn xả ly là sao phải không? Anh chị bạn phải là sắc tức thì không, sắc tức thì không, không tham ăn, không tham ngủ, không tham đẹp, loại bỏ dục vọng, gọi là sắc tức thì không. Chừng nào thầy học được đi rồi thầy bắt đầu lên nói là người ta rồi phản thầy thôi. Chỗ nào là ổng phản thầy đâu? Chỗ nào? Bây giờ mặc đồ, nếu nha, tính ra là cái giác của thầy tuệ hơi tốt. Nếu mà mặc áo vàng đó mà cầm cái chuông là vớt vô bẫy liền. Tại vì hội Phật giáo không có công nhận thầy là thầy mà anh chị bạn hiểu không? Nếu mà từ lúc mà ổng rời cái chùa đi mà hả thầy không có giác được á là su cà na với mấy em ở trong chùa rồi. Nhưng mà những năm đó tại sao ông nói vậy bạn? Tại những năm đó không ai biết tới hết, cho nên mấy em này không có bực. Nhưng mà tại sao bây giờ bực lên hả? Tại vì nhiều người thương quá cho nên bực. Thậm chí ba cái nước ngoài gì đó ta mặc đồ cũng giống vậy luôn, cho nên là thôi khỏi đi, cái đó là định mệnh đó. Người ta gọi vậy nè, sống có đức không sức mà ăn, sống không có đức hốt cái gì vô ăn. Thôi thầy tự đi, tự nghĩ đi, chứ thầy đừng hỏi. Hãy lên Phao Quỳnh thì đúng rồi, tự hỏi đi. Tuổi đời non và xanh, đâu phải gõ mỏ tụng kinh là nói dân chúng phải nghe đâu. Mấy ba mấy má, mấy ba mấy má nhiều khi tuổi đời còn non chẹt, mấy ba mấy má giảng cho ai nghe? Mấy ba mấy má thiệt, con hỏi thiệt, mấy ba mấy má tuổi đời còn xanh lè xanh lét, mấy ba mấy má chẳng lẽ mấy ba mấy má hai mấy tuổi mấy ba giảng cho con nghe? Với cái kinh nghiệm con tràn đầy vậy, con sống vậy, chả lẽ con phải nghe một thằng hai mấy ba chục tuổi nó giảng? Mấy chị nghe gì chị? Hỏi thiệt, nghe gì vậy? Nghe gì? Không nghe gì mà nhất là ở đây là con học cái gì đâu. Thế nên chị bạn nè, bây giờ nè, em hỏi thiệt, cô dì chú bác sống mấy chục năm ở ngoài đời, lăn lộn đi kiếm đồng tiền, kinh nghiệm là ở ngoài đời vậy, rồi phải nghe một thằng hai ba chục tuổi đầu non và xanh ngồi nói chuyện trên trời không? Nghe nghiệp với báo, nó sống bao lâu để biết nghiệp với báo? Nó chưa qua đi được nửa đời người, giống như em nè, chưa lết được 50, nghiệp báo gì? Tới đâu hay tới đó, ngày nào có ăn hay ngày đó đi. Tính chi xa giờ vậy anh chị bạn? Tính cho lắm tắm rồi mặc đồ, đúng rồi, tính cho lắm vô. Ôi ơi, hồi thí ơi, làm gì ác lắm. Làm sao là gọi là làm thiện? Ngày nào cũng phải đi kiếm tiền, anh chị thiện sao? Giống như bây giờ cái chị bán cá, chị phải đập đầu cá chị mới có tiền. Giờ anh chị bán cho lại vậy nè. Em ơi, em à, đừng bán cá nữa. Em ơi, đổi nghề đi. Tại vì em đập được một con cá là con cá đang sống,
mà em đập cho nó chết. Như vậy rất là tội lỗi. Em ơi, em đổi nghề đi. Tán vô mặt một cái là con chim hót líu lo trên cành cây quên nó về liền. Con mẹ mà bán cá mà nó tán một cái, con chim văng lên cành cây liền. Con mẹ nào ngon giá chợ vậy nè, Phật tử thầy quan. Em ơi, thầy chỉ nói rồi, đập một con cá là phải có chỉ vàng. Em à, con cá đang sống, em làm như vậy là em ác lắm. Thử đi, ra ngoài chợ, mấy bà bán cá mà bà bán số lượng luôn á. Ra ngoài đứng như chỗ vậy nè. Đừng bằng cá nữa em ơi. Dạ, giống như vô lai em vậy. Thôi đừng nói nữa em ơi, nghiệp quá. Dạ, ra ngoài chợ, làm liền. Con mẹ nào bán gà, bán vịt rồi chợ. Chị ơi, đừng bắn con gà này, đừng bắn con gà này chị ơi. Con nhỏ nó sẽ nói vậy nè. Má má, lại con nói mẹ nè má. Má thương mấy con gà lắm không? Má thương mấy con vịt này đúng không? Má đưa tiền cho con, một con 100 cành, nhân tính lên má. Rồi, bữa nay 50, ngày mai đúng giờ này, má ra lại đây chỗ con. Má lại chỗ này của con bán cho má 50 con nữa. Nhà con còn nhiều lắm. Một tháng má làm đều đi, là má là Bồ Tát của con. Má làm lẹ má, 50 con này, ngày mai cũng đúng giờ này đi, má lại tiệm con. Má lại cứu 50 con gà giùm con nữa. Má cứ thoải mái, con nghiệp để con gánh. Má một lần mua 50 con đi, làm đại đi má. Làm đều, má làm đều. Mấy dựa hải sản, thị hải sản, đồ Vũng Tàu nè. Phật tử của thầy quan, nhanh chân, ra ngoại giải cứu người ta. Người ta bán đồ để nằm trong hộp rồi đó, tội nghiệp nó. Nằm trong cái chỗ thở oxy tội nghiệp nó. Mua đi, đem nó ra biển thả lại. Mình làm đi, trời ơi mình tốt mà. Mình nghiệp lắm rồi, mình làm. Mình mua hết hải sản, mấy cái dừa hải sản ở Vũng Tàu, mua hết giùm người ta. Một ngày ta vừa mở cửa ra, bay ra cái đùng liền. 1,000+ Phật tử, 2,000 Phật tử rồi. Ra mỗi người bỏ tiền ra. Trời ơi làm hết đi, mua xong ra biển nè. Đứng ngay biển Vũng Tàu, thả xuống cho nó bò xuống biển lại. Là nó sống rồi. Trời đó là phước công đức vô lượng. Đừng thả cá con nữa. Cá con thả xuống, cá lớn sẽ ăn. Cá bé, cá lớn nó sẽ nuốt cá bé. Là tội còn nhiều hơn nữa. Hiểu không? Đi thả con cá con, mà con cá con nó xuống nước là chắc chắn nó sẽ bị con cá lớn ăn. Còn tội nhiều hơn nữa. Đây tôi chỉ cho. Tôi chỉ cho. Mấy cái vựa hải sản ở ngoài Vũng Tàu rất là nhiều. Một năm 365 ngày, bảo đảm ngày nào cũng được làm thiện hết. Bảo đảm. Khỏi lên trên mạng chơi. Khỏi lên trên mạng chơi nữa. Đem tiền ra mà đó hết. Mua xong, đem ra biển thả liền. Con nào cũng được sống hết, tại vốn nó nằm ở ngoài biển mà. Đem nó xuống dưới, con ốc mua thả xuống hết đi. Bắt quá thì nó bò lên, dân chúng người ta được kéo lên, người ta bán ăn tiếp. Đó là mình giúp 2 triệu á, một là mình thả nó, hai là người đánh bắt, nó có cá nó bán nữa. Nói chung là 2 triệu luôn, mình thả đi, người ta bắt lại. Mình thả đi, người ta bắt lại. Cho nên là giết là dân chúng nó sống khỏe luôn. Yên tâm, ngày mai nó kéo lên, nó lại bán tiếp. Rồi ngày mai bà Thái Phiên, bà lại mua tiếp. Có nghĩa là 1 năm 365 ngày, bà sống đến già đến chết, bà chỉ được làm thiện mà. Mấy má, bớt lên mạng dạy đời người ta lại. Bớt đồ nghiệp báo đồ má, con chỉ má cho làm phước. Chứ con đâu kêu má mua đồ của con. Thấy không, chị 1, 2, 3. Thì con kêu má đâu phải là mua bánh con đi để giải cứu con. Mà con kêu má là đi giải cứu mấy người ta bán nhiều hải sản đi. Đó, nói hết. Nói chung là mấy thầy giảng vậy đi. Tại vì mấy thầy nói nè, mà một con cá cũng bị mất phước. Thì mấy thầy có bao giờ mấy thầy giảng là Phật tử của mình nên đi giải cứu những con cá ngoài chợ không? Tôi chỉ cho, giữa cá nào lớn tôi chỉ cho. Lại đặng mua hết, đem ra ngoài, tha hồ thả. Thả đi, rồi ngày mai lại mua nữa. Không có hết cá đâu, đừng có lo. Hết chỗ này tôi chỉ chỗ khác cho mua. Phật tử của thầy đông cỡ nào tôi cũng chỉ được các chợ bán cá. Chứ tôi chỉ xuống Bình Điền mua luôn. Mua Bình Điền xong ra xong thả luôn. Thiệt, giờ là mấy giữa cá người ta mê lắm. Khỏi bán số lẻ là bán số chẵn không. Bán mà bán số lượng không chỉ bán. Không, khỏi mua khùng tí, mua cá đi. Mua cá thả ra. Dễ lắm, trời ơi. Nhanh lắm anh chị bạn, nhanh vô cùng tận, mau giàu lắm. Hello Nguyễn Khởi, mau giàu lắm, khen, mau giàu, anh 72, mau giàu lắm, chùa thầy làm đi, làm điều, cho em làm điều. Dạ, anh 72 ơi, dạ, mua hết tiền không hết cá. Dạ, đúng rồi anh Vinh Nguyễn, cái cách này là tạo phước cho dân đó. Mua đi, rồi người ta lại được đánh bắt. Tại vì người ta sống người biển mà anh chị bạn, người ta sẽ đánh bắt, và người ta sẽ có tiền nữa, đúng không anh 72? Đúng không anh 72? Rồi người ta sẽ có tiền nữa, là người ta cảm ơn Phật tử thầy lắm. Làm đi, đó, yên tâm, thả tôm hùm đi, Alaska đồ, dạ, ai bán gì nữa, nhớ chị Bạc Liêu của em nha chị, đúng rồi Hồng Thắm, về quê, con mẹ nào là Phật tử thầy quan ở dưới quê, thì nhanh ra mấy giữa cá ngoại mua, con mẹ nào ở Vũng Tàu, thì nhanh Vũng Tàu Long Hải mình mua, con mẹ nào ở vùng nào tôi chỉ chỗ đó, không có tôi cho số alo liên hệ luôn, mua rồi thả cá ngựa rồi thả, nói chung là thả ra Phú Quốc, thả cá ngựa rồi xuống biển lại cho người ta. Tại cá ngựa nó cũng mắc đó, thả ra lại, con nào dưới biển thả về biển, con nào sông thả về sông. Đừng ăn, mấy bà đừng ăn. Đúng rồi, ăn là nghiệp á, thả đi cho người khác ăn. Hello Nobita, thả đi cho người khác ăn. Giống như chị thả vô nhà tôi đi tôi ăn. Giống như chị mua đại 1-2 kg tôm hùm đồ nè, chị thả vô Alaska rồi đó, chị thả đi, không ai ăn, không ai dám ăn, tôi ăn giùm chị. Không ai dám ăn, tôi ăn giùm chị. Yên tâm, tôi không có thanh cao vậy đó. Dạ.
Hello chị Thanh Trang. Chị Thanh Trang hôm qua chị đặt em, chị có cho em số alo chưa? Thả tôm xuống à? Dạ, ở dưới mấy cái vựa tôm ở dưới quê đồ đó anh chị bạn Cà Mau Cà ơi đồ nuôi tôm đó. Em mua đồ, em kêu mấy chị thả xuống dưới hết cho. Thả hết xong mấy chị nuôi mới. Dạ, nuôi mới xong rồi có tiền tiếp. Dạ, có luôn hả chị Thanh Trang? Em có alo cho chị chưa? Em có chưa alo đó chị Thanh Trang. Chị Thanh Trang cho em lại đi. Chị Thanh Trang nhắn ở ngoài là chữ A cộng cho chị Thanh Trang. Nhắn lại cho em đi. Nhắn trên line là em chụp lại cho. Ai vậy bạn? Ai chưa đặt bánh mà em có thiếu đó anh chị bạn. Nhắn cho em đi chị Thanh Trang. À, chụp giùm em. Thả cá chết thầy bảo vệ để tự ăn bà luôn. Dạ đúng rồi. Dạ bán đủ thứ luôn nha anh chị bạn. Giống như là tụi nó hay chửi em. Mày nói thầy tao cuối cùng bán gì? Không, tao bán khô. Tao khẳng định trên live với mày luôn là tao bán khô trước khi tao nói về thầy mày. Cà Mau không có thầy đệ tử thầy Quang đâu hả? Dạ đúng hả chị Trúc Duy Quỳnh? Vậy luôn hả? Ăn cơm cũng nghiệp đó. Vì là trồng lúa diệt gốc và côn trùng. Đúng rồi đó. Em có nói qua rồi mà. Ăn cơm cũng nghiệp nữa. Kêu nó đừng ăn cơm nữa. Thả của Hoàng để thả vào bụng. Dạ đúng rồi. Vẫn ăn nhưng mà không làm bậy là nghiệp tùy duyên. Đúng rồi anh chị bạn, ăn thoải mái đi. Làm vậy mà có phước lắm. Được thì em nói rồi anh chị bạn thả vậy đi. Thả không có chỗ thả, thả vào nhà em nè. Anh chị bạn nè, thả vào nhà em. Dạ. Đỡ, thả vào nhà em. Anh chị bạn sự nghiệp đúng không? Giống như kế bên nè, mua đại 5-7 ký cua đi. Thí ơi giờ bây giờ thả đâu giờ? Thả qua nhà em. Dạ. Chuyện nào mới hết. Anh chị bạn cứ bây giờ em khỏi mua đồ ăn. Anh chị bạn là cứ thả đi. Dạ đúng rồi. Bán ra sao à? Dạ, em bán đồ ăn nè. Bán khô anh chị bạn cho rau nè. Dạ anh chị bạn, nhưng mà nói đi đâu mà dội mà vàng mà dắp phải đá mà vàng phải dây dừng chân ghé lại nơi đây. Nơi đây chỉ có khô mà thôi anh chị bạn. Khô bánh đồ đi anh chị bạn. Dạ tạm thời anh chị bạn. Đừng đi cúng dường thầy Quang nữa, thầy Đức nữa. Nói vậy luôn. Dạ, mua bánh em ăn đi anh chị bạn. Bánh chàng, bánh tét, bánh đất.